Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại kênh của em. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người bài đầu tiên về cách xác định sóng của thị trường để mình giao dịch Forex. Trong giao dịch thì xu hướng là điều quan trọng nhất. Mọi người xác định được xu hướng thì giải quyết được một phần của giao dịch rồi. Thì xu hướng thị trường ấy, chỉ đơn giản là khả năng thị trường đi lên hay đi xuống thôi. Khi nào chúng ta đặt câu hỏi là thị trường sẽ có khả năng tăng nhiều hơn khả năng giảm hay khả năng giảm nhiều hơn khả năng tăng, thì trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta đã giải quyết được một nửa công việc trước khi đặt lệnh giao dịch. Còn phần lại là chúng ta sẽ đặt lệnh ở đâu, như thế nào và thời điểm nào thôi. Xác định xu hướng thị trường quyết định đến thành bại của chúng ta trong giao dịch. Nếu mọi người thành thạo trong việc đánh giá xu hướng thị trường và làm sáng tỏ từng hoàn cảnh của hành động giá thì mọi người có vô số cách để giao dịch kiếm lợi nhuận trong thị trường này. Thì trong bất cứ trên tăng hay trên giảm của thị trường thì nó cũng phải trải qua rất là nhiều đợt sóng hồi, sóng lên này, sóng xuống này. Trong một trên tăng thì chúng ta có những sóng tăng lớn hơn sóng giảm, và ngược lại trong một trên giảm thì chúng ta sẽ có sóng giảm lớn hơn sóng tăng. Trong một trend tăng thì sóng giảm sẽ đưa những trader hay là những người mới thiếu kinh nghiệm trải qua rất là nhiều đợt sóng lên xuống. Và ngược lại, trong một trend giảm thì sóng tăng lại bẫy các trader theo xu hướng mua vào thị trường sau đó là giảm giá lại. Khi mọi người nhìn bất cứ một biểu đồ nào, chúng ta sẽ không thấy giá di chuyển theo một đường thẳng, cũng không di chuyển lên xuống theo một phương thẳng đứng, mà chúng di chuyển theo từng đợt. Đây, đợt tăng này, giảm này, lại tăng này, đây gọi là sóng thị trường. Nhìn vào hình em mở lên cho mọi người đấy, thì ta thấy trong một xu hướng tăng, và tăng lên với một chuỗi sóng lên và xuống theo một cách tự nhiên thì sóng tăng là tội hơn là sóng giảm về độ dài. Ngược lại với thị trường giảm thì các sóng giảm lớn hơn hoặc sóng tăng. Do đó, bằng cách quan sát sóng thị trường thì chúng ta có thể có cái nhìn tổng quan tổng thể về cấu trúc của thị trường, và có những manh mối về thị trường phải chăng là nó sẽ đi lên hay là đi xuống. Và đây, theo dõi sóng thị trường là bước đầu tiên trong con đường giải mã thị trường. Một cách khác nữa để nhìn sóng thị trường đó là xem ở biểu đồ khung cao hơn. Mỗi sóng có thể một thanh nến, có thể là ở sóng H1 là sóng tăng đi, nhưng mà D1 hay là nến wick hay nến man gì đấy có thể là một cây nến của nó. Nó gọi là phân tích đa khung thời gian. Thì về phân tích đa khung thời gian thì hôm sau em sẽ làm video về một bài hướng dẫn mọi người cách chi tiết về phân tích đa khung thời gian. Vậy là bây giờ xác định thế nào cho đúng thì đầu tiên mọi người phải biết bốn loại nến để vẽ sóng. Đầu tiên là nến tăng, hai nến giảm, thứ ba là inside bar và cuối cùng là outside bar. Thì nến tăng là có giá thấp nhất và giá cao nhất cao hơn nến trước. Này mọi người, đây là giá cao nhất của cái nến, giá thấp nhất của cái nến. Thì nến tăng là có đỉnh nó cao dần này, đáy nó cao dần này. Đấy, mọi người thấy. Còn tiếp tục là nến xuống là nến giảm, là có giá thấp nhất và cao nhất thấp hơn nến trước. Đây, đây nền đầu đây, có giá cao nhất này, thấp hơn giá cao nhất của nền trước, và giá thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất của nền trước. Tiếp theo là nền inside bar. Thì inside bar là có giá thấp nhất và cao nhất nằm hoàn toàn trong vùng giá của cây nền trước. Đây mọi người thấy cây nền trước không? Đây là cái giá cao nhất, đây là giá thấp nhất, giá nằm tròn bên trong cây nền trước. Đây, tương tự như vậy.
Tiếp theo là cái nến Outside 3 thì có giá cao nhất, cao hơn giá cao nhất của cái nến trước đó, và giá thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất của cái nến trước đó. Ok, ở đây đây là giá cao nhất của nến trước, và cái sau nó có giá cao nhất cao hơn là giá cao nhất của nến trước. Tương tự là giá thấp nhất giá thấp hơn là giá thấp nhất của nến trước. Cái này mọi người phải biết về cái nền Nhật nhá. Đây là giá cao nhất này, thấp nhất này, mở cửa này, đóng cửa này. Với cây nền đỏ thì đây là giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa, đóng cửa. Như đây thì đóng cửa nó trùng với giá thấp nhất của nến luôn. Mọi người lưu ý nhá, nếu mà chúng ta xác định mà có giá cao nhất và thấp nhất bằng với cây nền trước thì chúng ta có thể coi đó là một cây inc 3 cũng được, hoặc là cây outc 3 cũng được. Giá đóng cửa của mỗi cây không có ý nghĩa trong việc phân loại nến để xác định sóng của chúng ta. Mỗi thanh nến lên có thể là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, vì vậy nó có thể là một cây nến giảm chứ không phải là một cây nến tăng. Đây thì em sẽ cho mọi người nhìn thấy trên biểu đồ rõ hơn. Đây, giả sử đây đi, hai cây khác màu nhau nữa, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến xác định đây là sóng tăng hay là sóng giảm. Như đây có đỉnh cao dần, mình chỉ quan tâm đến cái đỉnh và đáy thấp nhất và cao nhất của nó thôi, của từng cây nến thôi. Vậy thì vẽ thế nào cho đúng thì mọi người có bốn cách vẽ, nói chung là có bốn ý để mọi người vẽ. Thì đầu tiên, một cây nến lên sẽ bắt đầu một sóng tăng và xác nhận việc kết thúc của sóng giảm. Đây là nến xuống, nến lên, mình sẽ vẽ từ cái đỉnh của nến xuống, nến xuống này đến đáy của nến xuống này, trong mọi người nối từ đáy lên đỉnh như thế này, đấy, xuống đáy xuống lên đỉnh. Tiếp theo là một nến xuống sẽ bắt đầu một sóng giảm và xác nhận việc kết thúc của sóng tăng. Đây, giả sử đây, đây là nến tăng, còn đây là nến giảm, thì mọi người sẽ vẽ như thế này. Đây, nến tăng, nến giảm. Đấy, tiếp theo thì là nến inc 3 là nến không phá vỡ giá cao nhất và giá thấp nhất của cái nến trước đó, thì chúng ta sẽ dừng nguyên sóng hiện tại. Ví dụ đang trong một sóng tăng với một vài cái nến lên và xuất hiện một inc 3 thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái sóng tăng hiện tại và ngược lại với sóng giảm. Đây, đây là một bộ inc 3 đi, thì trước nó là có sóng giảm đi, thì inc 3 thì chúng ta sẽ tiếp diễn sóng giảm mà chúng ta sẽ vẽ thẳng từ đây xuống đây luôn. Đấy, còn tiếp theo là cuối cùng, đấy là nến AC3. Thì AC3 thì chúng ta sẽ giữ nguyên sóng hiện tại, trừ những trường hợp như thế này. Đầu tiên, trong một sóng tăng mà xuất hiện AC3 có giá thấp nhất, thấp hơn cái đáy gần nhất, thì hình thành nên một sóng giảm. Hoặc là trong một sóng đang giảm mà xuất hiện AC3 có điểm giá cao nhất, cao hơn đỉnh gần nhất, thì hình thành nên một sóng tăng. Này, mọi người xem qua, đây là sóng tăng này, đây sóng giảm này. Thì outside 3 này nó chọc lên cái đỉnh gần nhất thì hình thành nên một cái sóng tăng. Còn sóng giảm thì tương tự ngược lại. Đây, đây là cái đáy của nó. Nó chọc qua thì nó hình thành một cái đáy gần nhất thôi, gần như là tạo đáy để tạo một xu hướng mới. Thì tiếp theo là mình thực hành vẽ biểu đồ nhé.
Đây, em lấy một cặp kỳ vàng được. Nó còn đoàn nữa. Giả sử đoạn này đi, đoạn nhung nhằng, à, tôi nhung nhằng khó vẽ, người khó nhìn. Đây, em vẽ cái đoạn mà có xu hướng này. Mọi người để ý nhé. Đây, bắt đầu từ đây. Đây là có IC3 này. Trước đó là một xu hướng giảm này. Mình vẽ xuống này. Cho nó to ra mọi người dễ nhìn. Đấy. Tiếp theo nó tạo một xu hướng giảm nhỏ, đấy, xong rồi tạo xu hướng tăng, lại xu hướng giảm. Xu hướng tăng này, lại giảm này, tăng này, giảm này. Insight 3 tiếp diễn này, lại tăng này, giảm này. Tăng này, giảm, nhỏ này, tăng tiếp này, lại giảm này, đấy, em vẽ một đoạn thế thôi, đỡ mất thời gian của mọi người. Thì mọi người cứ lấy chat ra, nếu mà không hiểu thì cứ xem lại video của em, bật đi bật lại xem thế nào nhuyễn thì thôi. Nếu mọi người thấy video em chia sẻ hay thì cho em một like, subscribe và chia sẻ đến mọi người để học thêm nhiều hơn nhé. Em cảm ơn mọi người. Chào tất cả mọi người.